Mạnh thương cũng là cũng biết rồi đó, như đó chỉ là neo đơn luôn. Chỉ là em bé là sao có mấy 14 tuổi à. Rửa là thì chứ cũng nhờ các mạnh thương cũng là giúp đỡ chứ cũng chứ là nương rẫy chỉ là cũng cũng có mấy chị có bên đất đây bên dưới nữa, bên trên là mực được một hai rừng chứ được hai rừng thôi. Cái đó mà chứ cháu thì hai đứa lớn thì có chồng rồi, còn hai đứa nhỏ thì chưa được đứa chưa có vợ, còn em bé là sao là mới 14 tuổi. Em nghỉ học mới năm 6 tuổi thôi, kiểu cha mẹ cực khổ mà em không được sáng nữa, thành ra cho nghỉ học khi mới học lớp 6 thôi. Dạ. Yeah. Thì em thấy trong gia đình là đột nạt với là cũng có một cái vật dùng với giá trị trong gia đình đó. Dạ, bởi chưa sắm được cái gì hết, nói chung là gì anh chị cũng cực lắm, đi làm là kiếm củi về chùm, con bếp ga là chị cũng nấu là chị cũng chưa xài được cái bếp ga, mà trong nhà là cũng chưa có được cái tủ lạnh nữa. Dạ, mới có được cái tivi thôi. Nói chung là dương cũng tạm bờ. Dương đôi chí cũng tạm bờ thôi, cũng chưa có cái chí là gọi là có giá trị hết. Em thấy em sợ. Dạ. Dạ, chứ là cái đó như các mạnh thương cũng những nhà hào tâm mà cũng có làm giúp đỡ thì cũng giúp đỡ để cho hai đứa cháu là sao nữa, thì cũng có thời gian để ở nhà mà hướng khói cho ba mẹ hắn, là nó không có hướng khói chứ mà đi chứ hắn em nó còn mất nợ, em nó chứ em đi làm thì trả nợ chứ hiện tại chứ chị vẫn có mất nợ ngân hàng, chị có mất nợ ngân hàng khoảng 5-70 triệu chứ đó, mà chứ mà em ở nhà mà hướng khói cho ba mẹ là cũng có tiền trả nợ. Vừa rồi là em có một chiếc xe là còn mất nửa 20 triệu nữa. Cho nên chứ là bạn em thì cũng hàng xóm với nhau thì cũng sát bên nhà đó, thì chứ là các bạn là giúp đỡ cho gia đình, giúp đỡ cho em để cho hai cháu để nhà con hướng khói cho ba mẹ một thời gian. Thì chứ và đi làm để trả nợ thì nói chung là để hương tàn khói lạnh thì thật quá tồi luôn. Dạ. Cháu con cực khổ.